Xin chào tất cả mọi người, mình là Kiên đây. Hôm nay mình rất là vui khi được gặp lại mọi người trong cái video lần này của mình. Và cũng trong cái video clip ngắn này, mình cũng xin lần lượt chia sẻ với mọi người những chậu hoa lan tiểu hồ điệp của nhà mình trồng. Mấy lúc trước thì mình cũng chia sẻ khá nhiều về lan hồ điệp, nhưng mà đa số là lan đại hồ điệp. Hôm nay thì mình thấy có mấy cây lan nhà mình nó đang trong cái thời kỳ nó nở hoa rộ, cho nên mình làm cái video này để chia sẻ với mọi người xem cho vui. Nếu các bạn nào mới xem video của mình lần đầu thì hãy bấm chuông và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và cũng đừng quên chia sẻ để mọi người và bạn bè cùng xem, cho mình có năng lực để làm những cái video tiếp theo. Và nói về hoa lan tiểu hồ điệp thì cái địa phương nơi mình sinh sống á, cũng chưa có được thịnh hành mấy nữa mọi người. Là tại vì người tiêu dùng ở đây người ta nói tiểu hồ điệp nó nhỏ và cái ngọn hoa nó ngắn. Người ta thích cái loại đại hồ điệp hơn. Vì vậy mà cái giá thành của lan tiểu hồ điệp ở đây nó cũng tương đối rẻ. Nhưng mà ở ngoài thị trường thì cũng chưa có nhiều loại tiểu hồ điệp để chúng ta lựa chọn, là bởi vì người tiêu dùng người ta còn kén chọn đó. Nhưng mà theo ý của mình thì cây lan tiểu hồ điệp thì cũng không phải là nó tệ và nó xấu, cũng tùy thuộc vào cái sự yêu thích và đam mê của mình thôi. Là vì cái người dân địa phương ở đây á, hầu hết là người ta chỉ mua lan về, người ta chưng hay là người ta chơi một thời gian, cái hoa người ta mua về nó tàn rồi người ta vứt đi thôi. Vì vậy mà người ta chưa thấy được cái vẻ đẹp của cây lan tiểu hồ điệp khi mà mình trồng nó ra được những cái lần hoa khác nhau. Thí dụ như cây này của mình, thì cái cây này của mình đã trồng cũng nhiều năm rồi. Nó ra cũng khá là nhiều đợt hoa, khá nhiều thì không phải là quá nhiều, nhưng mà cũng ra được 3 lần hoa trước rồi. Và cái đợt này là đợt thứ tư, nó ra 2 ngồng. Thì cái ngồng bên này thì mình gọi là cái ngồng chánh, là bởi vì cái cây bên này nó có nhiều nhánh hơn, nó ra nó được nhiều nhánh. Còn ở bên này thì nó có một ngồng thôi, nó ra cũng ít bông. Cái cây này nó ra đợt này, cái lần hoa này là lần hoa thứ hai của ngồng này, là bởi vì bữa hôm đó nó ra đó, nó nở rộ rồi, thì tới nay cái thời tiết nó ấm á, bắt đầu nó lên tiếp nè. Nó lên tiếp thì vài bữa nữa tới mùa xuân ấm lên là cây lan của mình nó sẽ đi tiếp những cái bông. Cái này, những cái đợt này tàn thì cái đây là cái đợt thứ hai nó ra, cho nên mình mới nói là ăn thua cái cách của mình chăm sóc và cái đam mê, cái tìm tòi của mình thôi, chứ không hẳn là cây lan tiểu hồ điệp là nó xấu như người ta nghĩ. Người ta chưa biết chơi, người ta cứ chê vậy thôi. Đó là cây lan của mình trồng mấy năm ha, cũng mấy năm rồi. Nếu mà các bạn nào hay là các cô bác nào muốn nhìn thấy cây lan nó tốt hay không á, và cây lan nó phát triển như thế nào, là cứ nhìn vào cái chậu lan này của mình, là coi như mình tưới phân cái chế độ NPK nó cân bằng với nhau. Là bởi vì nó có cái bộ rễ, bộ lá và cái những cái ngọn hoa nó như thế này, ba cái nó đều tốt hết. Vì vậy mà mình nói cái chế độ phân NPK mình tưới nó đều nhau. Mình chỉ tưới phân NPK 20 đều. Vì vậy mà cái cây của mình nó rất là cân bằng. Nói dưới này thì cũng có cái bộ rễ rất là tốt, nhưng mà tại cái cây của mình để gần cái cửa sổ, ánh nắng nhiều quá, cho nên nó bị đóng rêu, không thấy cái rễ ở dưới này thôi. Thì ở trên này nó có mấy cái rễ gió nè, thì chứng tỏ là cây lan này của mình nó phát triển khá tốt. Đó là một trong những cây lan mình trồng nhiều năm. Còn kế tiếp bên đây là mấy cây lan mình mới mua sau này. Đây là những cái đợt hoa đầu tiên của cây lan mình mới mua sau này. Cái cây lan này thì mình thấy nó có được 2 ngồng hoa,
và mỗi một ngọn hoa nó có tương đối rất là nhiều cái bông, vì vậy mà mình thích. Với lại cái lan mà tiểu hồ điệp á, mà những cái bông nó nhỏ nhỏ, nó màu trắng như thế này, vài hôm nữa mà khi mà nó nở rộ á, nó sẽ quằn hết cả cái ngọn hoa này luôn. Mình á thì đợt sau này mình không có thay chậu nữa, là bởi vì mình mua về mà mình thay chậu liền á, cây bông của mình nó bị mất sức, cho nên mình cứ giữ nguyên cái chậu gốc của nhà vườn người ta trồng. Là bởi vì cái chậu ở đây người ta trồng rất là tốt, cái chậu nó chắc chắn và cái giá thể bằng là vỏ thông cũng tương đối tốt cho cái cây lan. Vì vậy mà mình quyết định là giữ nguyên, không thay chậu. Để đến khi nào mà cái cây mình nó bị bệnh hay là nó bị suy yếu thì mình bắt đầu thay chậu để mình cứu cái cây thôi, chứ còn nếu không thì mình vẫn để cái chậu như thế này để mình phân nước điều độ cho cây nó tốt. Kế bên này thì cũng là cây chậu lan màu tím. Cây lan này mình thích cái màu của nó là bởi vì cái màu tím giống như là mình nói là cái tím lá cẩm, nó rất là đẹp, màu tím nó rất là tươi. Cộng với cây nó có được cũng hai ngồng, và cái ngồng hoa bên này nó dài và nó có thể nó đi tiếp nếu mà chúng ta tưới đàng hoàng. Với lại cái ngồng lớn bên này nó có được bốn cái nhánh, và nhánh nào nó cũng ôm rất là nhiều hoa. Vì vậy mà mình muốn mua cây này về để mình trồng và mình chăm sóc cho nó, để những cái đợt hoa sau có thể nó nhiều như cây cây lan đầu tiên của mình chia sẻ. Và còn cái này bên này là cái cây cuối cùng của mình muốn chia sẻ hôm nay. Cây này thì nó ít hoa hơn là cái cây kia, nó chỉ có một ngọng hoa thôi thì nó được hai nhánh, là bởi vì mình thấy cái cây lan này nó tốt và cái đuôi hoa nó cũng dài, cho nên mình muốn mua cái cây này về để mình chăm sóc cho cái đợt hoa sau. Mặc dù cái ngọng hoa này nó cây này có hai ngọng, hai một ngọng nhưng mà hai nhánh, cái nhánh này nó nhỏ, nhưng mình thấy cái dưới cái đuôi như thế này nè nó dài, thì hy vọng là nó sẽ có những cái đợt hoa tiếp nó dài ra tới ngoài này. Với lại mình thấy cái bộ rễ của cái cây hoa lan này nó rất là tốt. Nếu mà các bạn ha, các cô bác nào ra ngoài mua cây lan mà muốn cái lan nó tốt hay không, muốn biết cái lan nó tốt hay không là nhìn cái bộ rễ như thế này. Giống như cái rễ này nè, ở dưới này nó màu tím hoặc là nó màu xanh, và nó tươi, xanh tươi như thế này thì cây lan này nó cái đà phát triển của nó rất là tốt. Đó, đó là những cái cây lan mà mình muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Thì cái video này của mình cũng khá dài rồi, mình xin khép cái video lại tại đây. Hy vọng là lần sau mình sẽ làm những cái video hay hơn và thú vị hơn để chia sẻ vô cùng với cô bác, anh chị và mọi người. Và mình cũng xin khép lại cái video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại cái video kỳ sau của mình. Xin chào.